chúng ta sẽ đến với thác Hiu. Tuy nhiên đường lên thác thì không thể dùng ô tô được. Ô tô sẽ dừng ở đây và đội quân sẽ ôm để đưa chúng ta lên với thác Hiu. Thực ra cái quãng đường từ cái vị trí bãi đỗ xe mà đến với thác Hiu nó chỉ khoảng hơn gần 200m thôi. Mọi người có thể lựa chọn hình thức đi bộ nếu muốn trải nghiệm cung đường này, hoặc là nếu như đoàn có người già trẻ em thì xe pháp bắt xe ôm là khá là hợp lý. Cung đường này thì hôm nay trời mưa, do đó mặt đường khá là xấu. Ngoài ra con đường này thì chưa có được thảm nhựa. Thực chất thì đường này có thể ô tô đi vào được tiếp cận thác Hiu. Tuy nhiên qua trong đấy nhiều khả năng là khu vực bãi đỗ xe sẽ không có nhiều chỗ để cho xe đỗ được. Do đó tùy chúng ta có thể lựa chọn hình thức nào phù hợp. Có thể đi bộ để ngắm cảnh hai bên là một biện pháp hợp lý. Điểm dừng của xe ôm thì đến đây thôi. Một cái khu vực nhà hàng làm nổi trên mặt nước này, và cũng rất nhiều cái cá dốc loại cá bản địa ở đây. Một nhà hàng nổi rất đặc trưng. Chúng ta sẽ phải đi bộ để tiến về phía thác Hiu. Không gian hầu hết là các cái nhà sàn suối rồi. Đây là cái suối đang chảy đây rồi. Đây rồi. Cái này thác Hiu đã chúng ta cũng ra rồi. Thời điểm này không phải là mùa nhiều nước, do đó thác Hiu được tương truyền rằng không bao giờ hết nước. Một tỉnh cổ gỗ băng qua, một
thác Hiêu đỡ chúng ta. Thác Hiêu thì rất dài và trải ra nhiều tầng. Mà đến cây học ở giữa dòng thác. Nên như các bạn mà đến vào tầm tháng 7, tháng 8 thì nguồn nước nó nhiều hơn và thác và rất dài. Đây chúng ta sẽ đi đây kia. Các tầng thác của thác Hiêu thì không quá cao, nó giống một cái gành nước nhiều hơn. Mỗi năm một phần mà có phải mỗi năm thì nó sợ cao nữa. Mỗi năm một phần bác thì sợ cao quá lại phải đục trần nhà ra. Ôi, rất nhiều tầng. Đúng được, con xuống như vậy chưa? Sợ ướt trần lắm. Đây bố chụp mẹ phim xuống lộ ăn với mẹ mặc quần dài. Phim xuống lộ đi. Bố lộ xuống chụp những phim mẹ chụp cho. Xuống không? Là rất gần thác nước trong xanh. Biết chết là thời điểm này đổ nước thác cũng lớn. Rất nhiều các cái nguồn nước đổ về trong thác từ các khe. Rất là bình yên. Tuy nhiên một hành trình rất dài. Mà khi lên ta chỉ được đoạn thác như này thì thực sự là hơi tiếc. Các bạn nên lựa thời điểm vào thác đoạn tháng 8 là thác có nhiều nước thì sẽ hùng vĩ hơn. Tới đây thì nhà vui chính kết thúc video quan thác Hiêu quan thước tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video clip tiếp theo. Năm nay mọi trại thì rất đông đảo. Hy sinh vì nghệ thuật. Một chút lên cái khu sinh thái ngay phía trên thác. Lối đi thì mọc đầy cỏ rêu phong. Khu vực này là khu vực nhà hàng, nơi nghỉ chân của du khách. Rất nhiều vả. Rất nhiều vả. Khung cảnh phía dưới thật là hùng vĩ. Mọi người sau khi mà lên trên hành trình dài lên được với thác Hiêu thì một nơi dừng chân như thế này cũng là rất lý tưởng. Ở vào thời điểm thác nhiều nước thì khu vực này sẽ tràn nước. Tuy nhiên thời điểm bây giờ thì không phải là mùa nước lớn, lúc này rất là ít nước. Nơi này là nơi có các
gom các dòng nước để đổ về cho thác ở phía dưới. Có rất nhiều tầng thác ở phía trên này. Và chắc chắn nếu như đến vào một cái dịp mà nhiều nước của con thác thì đây sẽ là một khung cảnh rất là hùng vĩ. Thảm thực vật quanh thác thì thường là rất phong phú bởi điều kiện khu vực này luôn ẩm ướt. Các cái gành đá này tạo nên các cái tầng thác. Chúng ta phải đi men lối chảy của thác nước. Một đặc biệt là việc đi cái thác nước này rất trơn, mọi người đi phải hết sức cẩn thận. Không thấy con cá nào ở cái khu vực thác nước này, và thường là thác nước rất là lạnh, một mặt lạnh. Có một điểm check-in. Một cái điểm check-in rất đẹp ở ngay phía trên của thác. Có lẽ cái khu vực này đang được thi công nên là đang còn dở dang cái này. Nhưng mà khu vực này mà thiết kế thác phía dưới thì rất là đẹp. Rất tiếc là thời điểm này nước không nhiều. Có một cái cây cổ thụ ngay bên dòng thác, vô cùng là duyên dáng. Cây gì rồi? Cây gì? Hơi giống, hơi giống la lốt. Đừng ăn nhở. Cây gì? Đừng bỏ mẹ. Cây này không biết. Đẹp thế nhỉ? Hơi giống chưa? Rất nhiều năm tuổi rồi. Cây này á, thấy 100 năm tuổi. Cho luôn 200 nhá. Biết từ xoài nhà ta. Thế bằng cái cây này thôi mà đã gần 50 năm. Đôi trăm năm, đôi ba trăm năm mới mở đùa. Có một cái cây thoạt nhìn thì rất là giống lá chầu không. Tuy nhiên nếm thử vị thì nó không phải là quả hồng. Rất giống nha. Bé hơn lá chầu không một chút. Nhưng mà nếu mà cái lợi chầu không còi còi thì đúng là nó. Nhưng cái mùi, cái mùi nó rất thân, là thăng. Thân thân thác, thân của thác. Mà lá giống. Giống là cây xưa không? Không phải cây xưa. Nhanh nhá. Ta sẽ quay lại cái cầu gỗ bắc qua thác quen thuộc. Và góc nhìn này vẫn là góc nhìn vào thời điểm hiện tại cho thác một hình đẹp nhất. Các bạn cùng ngắm lại khung cảnh thác hiu ở đây.
Ở đây thì nhà vui xin kết thúc hành trình khám phá Thác Hiêu vào dịp 30/4/2023 tại đây. Mọi người tiếp tục đăng ký kênh để trải nghiệm thêm các địa điểm tới trong hành trình khám phá này của team nhà vui. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo.